hàng là thành công của chúng tôi. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty UniViet. Hôm nay thì mình đang có mặt tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình để lắp đặt và hoàn thiện một trung tâm chăm sóc xe cho anh Phượng là chủ đầu tư tại đây. Và trung tâm chăm sóc xe của anh sẽ kết hợp với cả mô hình cà phê nữa, sẽ là chia ra làm hai khu vực. Một khu vực để dành cho chăm sóc xe đây và một khu vực là để dành cho khu vực cà phê ở bên kia. Ở khu vực chăm sóc xe này thì sẽ chia ra làm hai phần nữa, một phần là để lắp đặt cầu nâng và rửa xe và một phần bên kia là để dành cho khu vực lau khô hút bụi và làm dịch vụ ở bên đó. Để thuận tiện cho việc rửa xe, ở đây anh Phượng có đầu tư một chiếc cầu nâng một trụ với mặt bàn âm nền cánh bướm. Với chiếc cầu nâng một trụ này thì ngoài việc rửa xe, rửa gầm ra thì các bạn có thể làm những dịch vụ như là hỗ trợ trong việc thay dầu, thay cốc lọc dầu hoàn toàn trên chiếc cầu nâng này được. Cầu nâng của bên mình thì là nhập khẩu trực tiếp từ Ấn Độ, bao gồm phần tuy ben, bình chứa dầu, tay khóa dầu và tay cấp hơi. Còn mặt bàn thì được công ty đặt sản xuất tại Việt Nam với toàn bộ phần khung sắt xi là bằng thép I-20 và mặt tôn ở bên trên là mặt tôn liền, đảm bảo kết cấu vững chắc và an toàn cho anh em trong công việc. Và ở bên trên phía cầu nâng một trụ này được lắp đặt một chiếc tay quay 360 để hỗ trợ cho anh em trong việc rửa xe sẽ nhàn hơn và dây áp lực sẽ bền hơn nữa. Ở khu vực rửa xe thì không thể thiếu được một thiết bị nữa là thiết bị để tạo bọt tuyết phủ lên bề mặt sơn xe. Thì ở đây mình đang có cấp cho anh Phượng một chiếc bình bọt tuyết hiệu Palat với dung tích bình chứa là 40 lít. Còn tiến vào bên khu vực bên trong này là khu vực đặt bình chứa dầu của cầu nâng một trụ. Đấy. Bình chứa dầu cầu nâng một trụ sẽ đặt ở vị trí này để thuận tiện cho việc lên xuống cầu. Và bên trong này là hai chiếc máy rửa xe. Anh Phượng có đầu tư hai máy rửa xe, một máy rửa xe 3 pha và một máy rửa xe 1 pha. Sang bên này là khu vực dành để lau khô hút bụi và dọn nội thất, làm nội thất ở bên khoang dịch vụ bên này. Đây là chiếc xe đựng dụng cụ, xe đẩy dụng cụ. Thì toàn bộ hóa chất và dụng cụ chăm sóc xe ở đây cũng là do bên công ty UniViet cung cấp. Hóa chất thì hoàn toàn được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ của hãng 3D Kake. Đây là những khăn lau, bàn chải và dụng cụ chăm sóc xe. Thì với một trung tâm có thể kết hợp được cả mô hình rửa xe và cà phê như này thì tổng diện tích của trung tâm có là bề sâu vào là 6 mét và bề ngang như này là 40 mét. Nếu ai đang có nhu cầu muốn mở một trung tâm chăm sóc xe hay có nhu cầu về thiết bị, hóa chất, dụng cụ chăm sóc xe thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số hotline trên clip. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.